À, xin chào mọi người á. Hôm nay mình giới thiệu mọi người cái giống giống dạo Bến Tre nè Thì Bến Tre hôm nay là ngày 16 tháng 7 2019 á. Dạo Bến Tre thì cái lô này bán đồng giá là 270.000 một cây, một cặp là 500.000. Đây, cái này là ghép 3 năm rồi. Đấy. À, cây thì nó cao khoảng là 4 tấc, 4 tấc 5 tấc ha. Ok, 4 tấc đi. Cái giống này cực kỳ mạnh luôn á. Cái này là ghép gốc gốc nhớt nhưng mà nó rất là nhanh lớn nè. Nó kéo ra nó liền cốt lại hết rồi. Cái giống này cực kỳ mạnh luôn á, nó kháng bệnh tốt lắm, kháng bệnh mà chịu lạnh tốt nữa. Để làm nụ giống này thì chúng ta ra đọt, chúng ta phải bấm bấm chặn đọt ha, bấm chặn đọt thì nó mới làm nụ tốt được. Đây, đây sức sống nó quá mạnh đây ha, dạo Bến Tre nè, nói chung là nó cũng không có bệnh hoạn gì hết á. Đây, cái gốc mà gốc cả ngón tay cái à. Đây là này là chúng ta về chúng ta thích hợp là chúng ta ghép ra những cây mai già, mai suy ở nhà hoặc là trồng dưới đất luôn ha. Trồng dưới đất nó sẽ có tạo thành những cây mai lớn luôn. À, trồng 5 năm, 10 năm sau sẽ thành những cây mai lớn ha. Đây, tàn tán bên trên nè. Đó. À, cây là cây số 1 á. Mã số 1 này mình sẽ quay giao lưu với mọi người là quay 10 cây á. Dạo Bến Tre. Cây số 2 á. À, dạ Bến Tre nè. Cái rễ này thấy nhìn cũng lạ nè ha. Đây gốc nhớt à, lúc đó trồng quấn rễ tuốt đây nè. Này sau bao nhiêu năm, 2 3 năm á, 2 3 năm trồng nó lòi rễ lên. Liền cốt hết rồi. Đây, bộ đọt bấm lại ha. Bấm đọt. Số 2. À, số 3 đây. Này nó già lắm rồi đó, 3 năm rồi. À, nuôi này là như là không có phân thuốc gì hết nha. Giống này rất là mạnh nè, cái lá nó lúc nào cũng xanh xanh đậm mà. Thon dài xanh đậm. Nụ cũng rất là đặc nụ nè. Thoạt nhìn thì có vẻ giống này đại lộc như là Phú Tân á, nhưng mà nhìn kỹ thì lá nó đậm hơn, sức sống mạnh hơn. Bến Tre thì hoa có thể đạt 8 phân á, 8 cm, hoa to lắm. Này chịu lạnh tốt à, dạo Bến Tre. Đây là cây số 3. Hình dáng vậy nè. À, tiếp theo cây số 4 à. Này, gốc này cũng có dáng dáng chút nè. Đấy, tàn bên trên, cây này thì cao khoảng 5 tấc á. 5 tấc 6 tấc vậy á. Tàn nhiều. Liền cốt luôn rồi. Số 4 à. Đến bên trên rất là mềm, chúng ta phải uống sữa được ha. Mặc dù cái cốt nó rất là to, cốt bự bằng ngón gần ngón tay cái rồi, mà nó còn rất là mềm á, nó dẻo lắm. Số 4 à. Có chân nè. Đây số 5 à. 5 này cũng là đây. Đó, tàn nhiều ra cho. Đó. À, cái này già mùa đó, già mùa thì chơi Tết là nói chung là vi vu rồi. Ghép già mùa rồi. Số 5 à. Dạo Bến Tre giờ người ta cũng ít làm á. Tại vì mỗi người ta làm khoảng chừng 100-200 để đủ đi chợ thôi. Vì cái giống này nó rất là mạnh á. Nhưng mà cái thương lái này là tại vì khi nó ra nụ á. Thì nó khổ nụ không có to lắm. Mà nụ bao nhiêu nở bấy nhiêu á. Không to lắm nên là thương lái người ta cũng không có chuộng bằng cái Thủ Đức á. Nhưng mà được cái là giống này cực kỳ mạnh luôn ha. Đi ở những cái nơi vùng sâu vùng xa đều đó. Ở phía Bắc là nó ở tốt lắm. Dạo Bến Tre nè. Cây số 6 à.
chân dài nè, lúc mình lỡ quấn rễ quấn tuốt trên đây nè ha, trồng cái môi rễ lên từ từ, cá tắc á, cá tắc rễ à. Số 6 à. Rồi tiếp theo cây số 7 à. Ừ, số 7. Mỗi cây mỗi nét á. Này chứ rễ đang chặt đây hết rồi đó. Này đang nằm trong chậu trái bần á. Trái bần khi mà mình vận chuyển cho anh em đường xa thì mình sẽ trút sang cái chậu nhựa. Chứ để cái chậu này thì nó khá nặng á. Khoảng mấy ký á. Mấy ký khá nặng à. Chi phí vận chuyển nó cao, sẽ trút sang cái chậu nhựa cho chi phí vận chuyển nó thấp lại. À, số 7 á. Số 7. Rồi, số 8 à. 8 à, gốc rễ đây ha. Đấy, cây càng tàn cao, cao khoảng là nửa mét á. Ừ. Tết vừa rồi vừa cắt đôn rồi ha. Cái nó đôn mà nó đâm ra. Bây giờ chúng ta sẽ bấm đọt tiếp. À. Số 8 à. Trời chuyển mưa quá trí rồi. À, chút mưa cho mát à, hôm nay nắng quá trí nắng à. Số 8 à. À, tiếp theo đây là cái số 9 nè. 9 này, gốc nè, cái rễ nè. Ba cái rễ nó chụm lại với nhau dưới đây nè. To ha. Rồi, vết ghép tốt trên đây. Chúng như chỗ mông vậy nè. Số 9 nè. Cái khác này nó khá là to đó, 9 nè. Cao khoảng 5 6 tấc á. Vậy anh ta trồng xuống đất nó cũng lớn đó ha. Giống này nó mạnh dữ lắm mạnh. Số 9 nè. Liền cốt hết rồi, năm thứ 3. Rồi đây là cây số 10 á, cây số 10. Số 10 đây, gạo bánh tre. Cây số 10 à, gạo bánh tre, tàn xum xuê luôn á. Cái rễ hồi đó quấn tuốt trên đây nè. Đấy, tuốt trên đây luôn. Cái này cực kỳ mạnh luôn á, cực kỳ mạnh luôn. Trong cái giống mai hình như mình thấy làm cái giống này là nó mạnh nhất á. Sức sống rất là mạnh luôn. Này số 10 á. Rồi, cuối video này á, cuối video này mình sẽ giao lưu một cây thủ đức á. Thủ đức này cuối video với giá là 150.000 á. Đây, gốc rễ cũng khá đẹp đây. Dành cho những anh em xem đến cuối video này ha. Thủ đức nè. Tàn cũng y chang, cái này nếu mà đáng đúng giá là cũng khoảng 270.000 á. 270.000 mà dành cho anh em xem đến cuối video này với giá là 150.000. Đấy. Này thủ đức ha. Đây còn những cây bẻo bánh trên là với giá 270.000 á. Còn một cặp là 500.000. Đấy. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn quan tâm và theo dõi video này. Trời mưa luôn rồi, mới quay ra quay chút xíu à, sáng giờ nắng mà giờ trời mưa ha, mưa thì mát cây. Đấy, mưa thì chắc chiều nay không có xịt thuốc được á, để ngày mai tứ phân xịt thuốc, chắc chiều nay định tứ phân cho cây nữa nè, tưới không được á. Đấy, đây ngoài này còn hàng những hàng cây giống á, cúc nè, cúc Tân Châu nè với giá là 250.000 một cặp á. Mình quay một vài mẫu cho anh em xem à. Đây, một cặp như thế này đây. Một cây thì có thể dốc là xử lý hết rồi ha. Một cây ta lấy được khoảng cả chục mười mấy mắt ghép á. Ừ. Ghép 2 năm rồi. Tết vừa rồi vừa đông tàn á. Đấy. Rồi mưa lớn luôn rồi. À, xin chào mọi người á. Ừ. Cúc Tân Châu và Đại Lộc nè. Rồi, mưa chạy vô nhà luôn. Rồi cảm ơn mọi người quan tâm và theo dõi á. Rồi xin chào.